Loki, Tom Hiddleston lộ hình đính hôn với bạn gái, chính thức một nhà sau thời gian sống chung. Với hình ảnh mới nhất từ bạn bè của Loki và bạn gái, nhiều người tin rằng cặp đôi sẽ sớm kết hôn. Mới đây, trong bức ảnh cô bạn thân của Zoe Austin là As Odudu đăng trên Instagram, nữ diễn viên 37 tuổi, bạn gái Tom Hiddleston để lộ tay đeo chiếc nhẫn đính viên kim cương lớn. Hình ảnh được chụp tại bữa tiệc sau lễ trao giải BAFTA ở London. Nguồn tin tiết lộ trên Mail, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã chúc mừng Zoe Austin và Tom Hiddleston tại sự kiện này. Trước đó, Zoe và Tom sánh đôi tới lễ trao giải điện ảnh tay nắm tay tình tứ. Tuy nhiên, Zoe khéo léo giấu tay trái trong chiếc áo choàng rộng. Cô chỉ lộ bàn tay trong khi chụp ảnh selfie với bạn bè trong phòng. Đại diện của cặp sao hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin họ đính hôn. Tom Hiddleston hẹn hò Zoe Austin từ năm 2019 sau khi đóng cùng trong vở kịch Betrayal. Cả hai giữ mối quan hệ kín tiếng và chỉ công khai xuất hiện cùng nhau vào năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph, Tom giải thích, mọi người đều có quyền có một cuộc sống riêng tư. Tôi yêu công việc của mình và cống hiến hết mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Trong công việc, tôi là người của công chúng, nhưng sau đó tôi có cuộc sống riêng. Hai điều này riêng biệt và không xung đột với nhau. Dù đã nói rằng không muốn chia sẻ chuyện tình cảm, nhưng nhất cử nhất động của nam tài tử không thể thoát khỏi ống kính của paparazzi. Ngày 14 tháng 9, Daily Mail đăng chụp ảnh từ kỳ nghỉ mát lãng mạn của Tom Hiddleston và bạn gái Zoe Austin ở bờ biển Ibiza, thuộc khu vực Địa Trung Hải. Ngôi sao Loki cởi trần, lộ cơ bụng săn chắc, trong khi Austin được nhìn thấy diện áo tắm hai mảnh. Bộ đôi có những cử chỉ thân mật trong lúc tắm biển. Đây là lần hiếm hoi cặp diễn viên công khai bên nhau. Hiddleston và Austin thành đôi từ năm 2019, sau khi đóng chung vở kịch Betrayal ở West End, Anh. Thế nhưng paparazzi rất ít khi chụp được ảnh họ xuất hiện chung. Giới thảo tin tiết lộ tài tử Hollywood và bạn gái đã dọn về chung nhà chỉ sau vài tháng tìm hiểu. Nơi họ đang sống là căn hộ thuộc vùng Atlanta, bang Georgia, nước Mỹ. Tom Hiddleston đã chuyển từ London, Anh đến Atlanta vào năm ngoái để quay series Loki. Tài tử bị kẹt ở đây do dịch Covid-19 bùng phát. Ngôi sao của Tonight, manager và nữ diễn viên rất hợp nhau. Họ tôn thờ lối sống bình lặng, tránh xa hào nhoáng của thế giới showbiz. Thế nên họ không chia sẻ hoặc khẳng định trên truyền thông về chuyện tình của mình. The Sun viết, Zoe Austin sinh năm 1984, nhỏ hơn bạn trai 3 tuổi. Cô là diễn viên, biên kịch, đạo diễn và người dẫn chuyện người Anh, được biết đến nhiều nhất qua phim Rasmus và Not Safe for Work. Trước khi yêu Austin, Tom Hiddleston trải qua mối tình ngắn ngủi với công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift. Tuy nhiên, mối tình này đã gây ra không biết sóng gió trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của nam tài tử. Vì vậy, nam tài tử người Anh không nhắc nhiều về chuyện này. Được biết, Tom Hiddleston sinh năm 1981 tại Anh. Nam diễn viên được khán giả biết đến với vai diễn vị thần lừa lọc Loki, em trai thần sấm Thor trong vũ trụ điện ảnh Marvel đình đám. Sự thành công của vai diễn đã giúp tên tuổi nam diễn viên phủ sóng rộng rãi khắp thế giới, thù lao chạm đến con số hàng triệu đô. Trước khi trở thành một phần không thể thiếu của vũ trụ điện ảnh Marvel, Tom Hiddleston là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch. Anh sớm tham gia kịch nghệ vì có mẹ làm giám đốc nhà hát. Từ bé, tài tử đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất trời cho. Vẻ ngoài đẹp như tượng kết hợp với kỹ năng diễn xuất đa dạng khiến Hiddleston được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn anh Gary Oldman hoặc Colin Firth. Thậm chí, đã có thời điểm ngôi sao trở thành ứng cử viên hàng đầu thay thế Daniel Craig cho vai diễn huyền thoại Sam Bond. Đặc biệt, anh cũng từng đến Ninh Bình để quay bộ phim công Đảo Đầu Lâu. Trong khi đó, Zoe Austin sinh năm 1984, cô là diễn viên, biên kịch, đạo diễn và người dẫn chuyện người Anh, từng gây ấn tượng khi góp mặt trong Rasmus và Not Safe for Work.